Hello mọi người, tôi mua dừa, hai cái dừa đi chợ này, mua hai cái dừa cá mặn về cho con mình ăn. Cứ ăn nghiền tóc, dừa dừa cá mặn là sao mẹ, mẹ mua gì à? Cha ăn cho biết mẹ mọi người. Mọi người nhớ đón xin nha. Đó, mặn. Rồi, úp vào đây lấy mẹ qua vô. Dừa này, gạo này cho nó sập này, cho nó hơi rớt bèn ngựa đất két vô này. Rồi xem đầu mình làm này, mình che cho bé ăn này. Rồi cái mặn là cỡ này, ăn cho biết cái mặn rồi. Cái mặn này, cái dừa này, ngon này đó, dẹp cho sạch nha mọi người, đó, dẹp cho sạch cho hơi dừa này, nước dừa đó mình kho thịt cũng được này, rồi có dừa mình đó mình ăn này, chỗ trẻ nó ham và lấy hai to kìa. Như đi anh bắt kho rồi gì vậy? Lấy hai gì đấy mọi người? Anh ấy đấy sao vậy? Sao con lấy cái này to nhất nữa, con loạn như con lấy nhỏ giữa con. Đó, hay nhờ. Đó, đó, dừa là hơi sạch. Đó, mình chế đây này. Đó, sáng đi chợ là mình mua hai dừa. Lựa thử có hai dừa cá mọng. Ở nhà vừa mới có nhưng nhà vừa nó hay có. Chứ còn chợ nhà vừa mới có chứ chợ biển rồi ít có đấy. Giờ thì xẻ được ít cá. Rồi, đi đặt đây này. Đặt vô. 1, 2, 3. 3. Mẹ cứng rồi. Cung lên. Ui dồi dạ. Sao nó cứng rồi? Mẹ vô đây có phải không? Ui dồi dạ. Mẹ cứng rồi. Nó cứng lắm. Cứng rồi. Cứng rồi. Còn đi chưa có khi nhé. Vô. 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 Mỏng nhà chiêu. Nhà xíu. Con mộng ơi, đã được khoai. Ấy mộng vừa đấy, anh cho biết. Ấy vú vú quả. Vú quả đâu? Trời ơi, nó kiểu to lép nữa. Đây trúng này. Cái tên nó to này mẹ, cái tên nó. Vú giải mẹ mấy người còn lửa cái nhỏ hơn nữa kìa. Mẹ ra là lửa hai to rồi á. Mấy cái nhỏ chứ cũng bự á. Vậy sao mình rút kinh nghiệm mình lửa bự nha. Trời ơi, gian nước. Gian nước. Nước dừa bên con cũng sao con này đào cho sạch đào đều cho nó đập em đưa lại nước nha để sợi đi rồi cầm cái ở đây vô đây đây coi vô con này dính đây mọi người đi đi hết em lấy muối ra cho hết được hả vô em đi bơ lên vô làm cái này sao nha mọi người từ từ nha mọi người sắp đi đâu nhà siêu giải mẹ kêu pha lên giải mẹ mẹ bác mà đôi chôm mỏng cỡ dài là mấy con nhím nhung nhú dài nữa càng nhà siêu nữa nếu mà nó cỡ như vậy mẹ em phải dùng cái nấm nó đi to rồi bây giờ mẹ vô mà thấy nó to ấy là mẹ lửa mẹ nó đè thao đừng bóc chi đỡ thương bóc cho con có thử coi đó chà chà muốn ăn cho má cái mỏng đó mỏng dừa đây đi mọi người từ lần đầu anh không biết anh sao hả em chăm chú ai biết kho dư ca côn kho dư ca côn anh dư ca anh dư cháo đậu xanh ngon tuyệt vời luôn cũng mình đỡ mình mua mình cái nục gì để kho rồi lấy những dừa lại đỡ mình kho luôn đâu kìa đỡ cho trái chào anh ơi đấy cái đây cứng lắm đồ con anh được đâu cứng nhất à cứng không phải như dừa non mà phải dừa già anh không là đỡ ừ. Miếng rồi đâu đây anh ơi giờ đây chỗ cảm tưởng sao đó cảm tưởng sao sốt sốt ngọt ngọt anh cảm tưởng ơi anh mà mệt không có ngon nấu nha mọi người anh mệt là nhân béo à con chị ăn còn hơn được con em ăn là vậy là buổi sáng thôi hoài hết nói mẹ mua nghe nha à. À. Mỏng nó còn nhỏ vậy nó ăn nó còn giòn và còn kia nó sốt nó mềm lại nó không có ngon đâu vậy là được là ăn vậy đó à, cũng có mỏng ăn cho biết mỏng dừa chứ đỡ không biết ăn mà còn che mũi bịt mũi qua này mọi người ăn nó thơm chứ mỏng dừa nó thơm mẹ á à. Làm gì mẹ đen mẹ gọi
em cảm giác thấy ấy gì đâu mà dừa thơm mà nó làm đâu dừa nó bay mùi gì vậy? Sao? Ngon rồi nè. Ngon mẹ. Sắc không ngon mà tự nhiên cái dừa ra. Ừ. Mua trái rồi ăn mày. Vừa đâu mà lâu lâu mới gặp thấy cá mọng với cái ở khi cá mọng bự á. Thôi nó bị kho ăn trái đậu xanh ha. Trái đậu xanh nè. Để bữa nay ông mẹ chở con vô chợ lấy mẹ đỡ đỡ con. Đỡ con lựa cái quảng mà to thì to mà cái mọng bự luôn, giật đẻo luôn. Ừ. Không có nước luôn. Không có nước, không có nước hầu vô khô hư mất là cá ăn đầu nè. Cái ở trong mẹ người ta đập là cái bự mà nó không có nước đi. Vừa đó là kêu vừa sáp á con. Tạo qua con. Vừa sáp á? Vừa sáp á con. Ê, bên tay mình nha. Đây, tí lửa. Dạ mà hàm lấy hai dĩa bự nữa chứ.